Hello, xin chào cả nhà. Rất vui được gặp lại cả nhà trên kênh YouTube của Nam nha. Hôm nay thì nhân dịp năm mới, Nam cũng kính chúc quý khán giả có một năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì Nam sẽ chia sẻ với quý cô chú anh chị về một ngôi chùa, một mái ấm nuôi dưỡng các cái trẻ mồ côi và trẻ cơ nhỡ tại thành phố Bến Tre nha. Và ngôi chùa Nam muốn chia sẻ với cả nhà hôm nay đó là chùa Phật Minh, nằm trên địa chỉ là 60 ấp Hòa An, xã Châu Thành, thành phố Bến Tre. Thì chúng ta đi từ thành phố Bến Tre, chúng ta đi hướng về thị trấn Bình Đại, chúng ta đi khoảng tầm 5 đến 10 cây số thì chúng ta sẽ đến một cái cây cầu An Hóa. Dưới cây cầu An Hóa thì chúng ta vòng theo cái bờ sông đó, chúng ta rẽ bên phải và chúng ta đến ngôi chùa Phật Minh. Và ngôi chùa này Nam cũng được biết thì cũng có rất là lâu đời rồi, có lẽ là có trên 25 năm rồi cả nhà. Nhưng mà trong cái thời gian hiện tại thì ngôi chùa cũng đang giai đoạn trùng tu. Thì Nam được thấy thì ngôi chùa trùng tu từ tháng 11 2013 tới giờ, cũng trên 11 năm rồi, nhưng mà cũng hoàn thiện về cơ cấu bên ngoài rồi các mái mọi thứ, thì nhưng mà về trong bên trong thì vẫn thấy chưa có được làm xong như cả nhà. Thì được chia sẻ thì có vẻ là cũng bị giới hạn về hạn hẹp về cái chi phí về tài chính, cho nên là vẫn chưa tiếp tục. Thì được những người trong chùa chia sẻ thì cũng qua Tết thì cũng lại tiếp tục xây dựng và đưa chùa hoạt động cách hoàn thiện nhất. Và bây giờ thì chúng ta vào đi một cái đường dẫn ha. Ở đây có một con đường đi vào cũng vài cây số từ ngay chỗ cái cầu An Hóa đó cả nhà. Chúng ta đi theo cái đường đất đất như thế này và chúng ta đi vào trong ngôi chùa. Và đây thì chúng ta lại tiếp tục đi vào bên trong ha. Đường thì cũng khá hẹp nha cả nhà. Cũng đủ cho hai chiếc xe chúng ta có thể tránh để chúng ta qua mặt nhau. Và chúng ta đi qua cái cổng này thì chúng ta đi thẳng vào bên trong. Và tới một cái ngã ba nữa thì chúng ta rẽ bên tay trái. Thì đường thì tuy là hẹp nhưng mà khi chúng ta vào bên trong á, gần tới ngôi chùa thì chúng ta sẽ có một cái điểm để chúng ta đậu đổ ô tô rất là thoáng. Ngôi chùa thì Nam thấy có cái diện tích cũng rất là lớn nha. Nếu mà sau khi hoàn thiện thì Nam nghĩ là ngôi chùa đây là một trong những ngôi chùa lớn tại thành phố Bến Tre. Ở ngoài ngôi chùa này thì khu vực Bình Đại cũng có thêm một ngôi chùa là Vạn Phước. Thì ngôi chùa Vạn Phước thì đã hoàn thiện và rất là đẹp và mọi người cũng biết đến rất là nhiều. Phật tử các nơi về đây để mà thắp nhang cầu bình an. Còn đi ngôi chùa Phật Minh này thì cũng ít người biết, Nam cũng đây là lần đầu tiên được bạn bè chia sẻ thôi chứ trước đây Nam cũng không biết về ngôi chùa này. Và ở đây thì tập trung rất là nhiều các bé bị mồ côi cơ nhỡ, một số gia đình khó khăn thì họ cũng đưa ở đây để nhờ chùa chăm sóc. Thì đến hiện tại thì Nam được chia sẻ là có trên 70 bé, bé nhỏ nhất thì cũng được khoảng 3-4 tháng tuổi. Và bé lớn thì nhất thì cũng có những bé đã bước vào giảng đường đại học rồi. Có nghĩa là những bé trước đây sống ở đây thì lớn lên đã đi học và ra ngoài đi làm, và có những người thì cũng quay về để tiếp tục làm những công việc coi như là chăm sóc những cái bé, những cái lớp em, những cái trẻ nhỏ sau này mà bị cơ nhỡ, bị bỏ rơi cả nhà, thì được nuôi dưỡng ở đây rất là nhiều. Điều kiện thì Nam thấy chăm sóc các bé rất là tốt, môi trường thông thoáng và được các cô rồi các mẹ chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Nam cũng có đi vòng ở bên trong và thì đáng lý là ở đây thì cũng hạn chế về việc quay phim. Nhưng mà các cô ở đây thì cũng biết được mình muốn chia sẻ những cái hoàn cảnh khó khăn các bé như thế này, nên là các cô cũng rất là vui và nhiệt tình để mà chia sẻ những cái thông tin ở đây với Nam. Đừng bỏ con mẹ ơi, đừng bỏ con bơ vơ một mình. Đừng bỏ con mẹ ơi, hãy cho con được sinh ra đời. Con nào có tội tình chi mà sao không cho con bên mẹ. Đời con sẽ ra sao khi mai đây mẹ bỏ con đi. Đời con quá đau thương khi hiện tại con sẽ không còn. Đừng bỏ con mẹ ơi, con như mẹ.
trôi non vô tội, khi hoặc chờ từng giọt nhựa sâu để nuôi con thêm là con. Mẹ ơi, mẹ ơi, đừng bỏ con mẹ ơi, xin cho con sống trên đời, xin cho con một kiếp người, ban cho con tình thương nồng ấm. Ừ, chào các con. Ừ, chào các con. Năm nay ăn Tết vui không mấy con? Vui hả? Mọi người có đến thăm các con nhiều không? Nhiều. Giờ có con chơi gì, trò chơi này là chơi gì đây? Đây. Ô quan hả? Mà sao rồi lượn ngay chỗ nắng nhưng mà ngồi chơi vậy đó hả? Nắng quá vậy chỗ con. Có cái dù ở đây không? Ngồi về chơi vậy rồi sao mà chịu nổi nắng, trúng nắng à?
Rồi, bắt đầu phải không? Rồi mình giờ tính toán mình bóc cái nào mình đi để mà mình còn một ô trống để mình ăn bên kia đúng không? À, mình sẽ đếm số viên. Rồi. Ok. Wow. Đi hoài luôn. Rồi, ăn được có một viên thôi. Ok, hiểu rồi, hiểu cái chơi rồi. Giờ đi bên nào cũng được. Mình không có quy định là chiều nào đúng không? Ồ. Đó, bây giờ ăn hai cái đô đầu tiên là mới ngon nè. Đó. Đó, bạn này mới tuyệt vời nè. Rồi suy nghĩ. À để ngồi nó đi nhật ngược lại. Thấy chưa? Tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi, chúc hai con chơi vui vẻ nha. Cảm ơn con.
Và bây giờ thì cả nhà với anh em qua khu vực máy ấm nha. Nơi đây thì chúng ta đã có hơn 70 bé bị cơ nhỡ nè, bị bỏ rơi, rồi một số hoàn cảnh khó khăn thì gia đình cũng gửi đến đây để nhờ chùa chăm sóc nha cả nhà. Đây là cái bếp ăn của các bé, để cứ phòng ăn trưa của các bé đây cả nhà. Đó. Các cô các mẹ chăm sóc các bé rất là kỹ lưỡng, và ở đây thì Nam thấy rất là trật tự này, rồi ngăn nắp rồi rất là sạch sẽ luôn. Hello con. Không có vui vậy. Chào con gái. Con đâu, đẹp gái nè. Đâu, bắn tim coi nè. Trời, xinh gái không? Con tên là gì? Vậy hả? Nay con bao nhiêu tuổi rồi? 5 tuổi. 5 tuổi rồi hả? Đẹp gái ha. Con ở đây có vui không? Vui hả? Mọi người có đến thăm con nhiều không? Không. Nhiều hả? Ừ. Rồi, chúc cho con Tết vui vẻ nha. Rồi, sao con heo con bể rồi? Hả? Ủa, ai làm vậy? Sao heo bể rồi? Ai làm vậy? Ừ, chào con. Ủa, con muốn chia sẻ gì không? Chia sẻ gì? Nói chút nghe coi. Con ở đây cuộc sống như thế nào? Vui không? Vui hả? Mọi người yêu thương con nhiều đúng không? Ừ. Ngoan nha. Ừ. Bạn nào muốn lên lên TV không? Ừ. Hello. Rồi. Tham quan nhà có các con nha. Đẹp quá trời ha, có nhiều thú và bông dữ. À, các con chơi đi. Thấy không? Chappy rồi. Chappy rồi. Rồi, đừng có che tay là không thấy. Che tay là không thấy các bạn. Đúng không? Mình nhưng mà mình không có che tay. Tay con nè. Ừ. Tay con. Tay con. Ừ. Tay con. Tay con với Cường. Bỏ cửa ra đi. Rồi, bỏ ra đi để mới thấy mấy bạn được. Cho con được sinh ra đời, con nào có tội tình chi mà sao không cho con bên mẹ. Đời con sẽ ra sao khi mai đây mẹ bỏ con đi. Đời con quá đau thương khi hiện tại con sẽ hồi đầu tiên, tại vì hồi đó con dạy nha, dạ con giáo viên dạy à, rồi con vô đây đầu tiên là vô dạy những mấy nhỏ này, dạ bây giờ thì có mướn giáo viên dạy á, dạ con phụ ví dụ tụi nó bệnh này cô bảo hiểm rồi này kia giấy dạ. Tờ tụi nó vô này kia, dạ chứ con không có giữ tụi nó, dạ
Nhà cô cũng gần đây hả cô? Gần. Dạ. Chắc 4 tháng mấy vậy? Ừ, nhỏ nhất là 4 tháng mấy. Còn hồi lượng vô mai cũng mấy tháng rồi. Còn bé lớn nhất ở đây cô hả? Lớn nhất là có mấy cô đi học ở thành phố rồi, giờ có ở hiện tại đây thì có học lớp 12, cũng như lớp nào cũng có học hết. Dạ, dạ. Vừa rồi thì chúng ta đã được nghe các mẹ, các cô chia sẻ các hoạt động tại mái ấm chùa Phật Minh và các hoạt động của các bé ở nơi này. Và ở một góc khác thì chúng ta cũng sẽ được những sự chia sẻ của khách tham quan cũng giống như là người địa phương tại vì ngôi chùa Phật Minh này ngay cả nhà. Xuồng này nghe chia sẻ là xuồng tam bản á, ba miếng đó. Không sao đâu, dạ. À, áo dài Việt Nam luôn nè. Dạ bơi, cái đó là mình đứng bơi đó ha, mình đứng chèo đó ha. Vượt Bến Tre đi lên Sài Gòn, qua sông Sài Gòn cả nhà. Đúng là đằng luôn. Chợ bắp nha quý chị. À bây giờ chợ bắp nha. Bán bắp này nha. Nguyên một cái giỏ bắp luôn quý vị ơi. Chở lên Sài Gòn bán. Chỉ chợ bắp bán để mà là lấy tiền quyên góp rồi nuôi chăm sóc các bé ở đây có gồm 76 bé rồi hiện tại. Vừa bắp nè, vừa hoa nữa nè,
đó. Ai có nhu cầu ha, em bán luôn nha. Đây, giao hàng tận nơi ngay cả nhà. Bán luôn cả hoa đào, hoa mai. Rồi trái cây nữa nè. Đó, thuyền hoa, thuyền trái cây. À đây bắp. Ngày Tết thì luôn có bắp ấm no ha. Ta nói chắc ăn như bắp. Đó đúng rồi, chính xác chị. Đúng. Dạ đúng rồi. Bánh chưng á hả? Đúng rồi. Mình sẽ giao lưu với nhau các văn hóa ẩm thực vùng miền ha. Đây là bánh tre nha. Bánh tre, dừa bánh tre. À, hôm nay thì dừa mình cũng có làm theo kiểu điêu khắc ha. Đó cả nhà thấy không? Đây, điêu khắc vạn sự như ý nha. Thì đòn bánh tét đây, truyền thống đây. Mấy chị đi vòng vòng rồi sao đó mệt rồi. Khu này đẹp ha, check in hơi bị đẹp luôn. Đó, có đầu tư. Chúc cho cả nhà có một cái Tết thật vui và hạnh phúc nha. Đó. Đúng rồi chị. Bây giờ là không có còn cái sáng này nữa. Bây giờ chỉ có đốt pháo hoa thôi, không cho pháo nổ. Đây. Ở nhà của mình thì có mấy nhà bắp. Xưa nữa quý vị. Hồi xưa người ta cũng treo bắp như vậy để người ta chuẩn bị qua cái mùa vụ mới đó. Dạ. Đây là cái dụng cụ nhà nông hả chị? À, mấy mươi năm về trước á em gánh cái gánh này nè quý vị. Em gánh từ cái máy nhà lá này em đi ra. Dạ. Mấy mươi năm về trước á là em tự gánh cái gánh này. Vậy là giờ cái ngôi chùa này làm đi ngang mỗi ngày mà. Dạ. Yeah. Mỗi ngày là nhà thì trên kia. Ngôi chùa này thì cứ đi qua đi lại để một ngày có thể là 1 đến 2 lần. Dạ. Hôm nay chị Tết chị về thăm chùa đốt ngang rồi cầu bình an cho gia đình hết. Dạ. Cầu nguyện cho thế giới bình an. Dạ. Rồi, dân chúng có cơm nó áo mặc, mọi người ai cũng đều hướng về Phật pháp. Để dạ. Mà hiểu về cái con đường chánh đạo để mà phát triển cho cái cuộc sống tươi đẹp hơn. Dạ. Cảm ơn chị. Quá tốt. Cái ngôi chùa này ngày xưa là có hai ni cô, hai sư cô lớn tuổi lắm. Dạ. Sư cô đã viên tịch rồi. Dạ. Bây giờ lại về trở lại là không có còn sư cô ngày xưa nữa. Dạ. Các vị mới về. Dạ. Nên là bây giờ thay đổi nhiều. Cái gánh này là mình cứ đi qua mỗi ngày. Dạ chị. Ngoài kia có cái nhà máy xay lúa. À. Dạ. Ngày gánh lúa đi là chừng khoảng 1 tháng là gánh trên vai một viên lúa đi xay. Dạ. Bây giờ em gánh lúa này em nhớ lại ngày xưa. Hôm nay gặp được chị chia sẻ những cái kỷ niệm thời trẻ tới bây giờ mà 30-40 năm rồi hả chị? 30-40 năm giờ mình già rồi, hồi lúc đó mình có 20 tuổi à. Dạ. Bây giờ là U60 rồi. Cho nên là cái dĩ dãn tuy là đã đi qua nhưng mà không thể qua được lại trong trái tim mình. Dạ. Chị cũng là người con người dân của Bến Tre. Người dân Bến Tre. À, dạ. Cũng là một nông dân đó. Nông dân chính hiệu nha. Dạ. Bây giờ chị thì đã về Sài Gòn sinh sống. Sài Gòn sinh sống. À, nhưng mà dịp Tết thì mỗi năm chị vẫn về đây hả? Về đây. Đúng dạ. Cho nên là cái cảnh cũ thì nó có chút thay đổi. Dạ. Nhưng mà mình thì cứ không thay đổi. Cứ đi ngang qua cái đoạn đường này. À, khi chị đi ngang đây thì là một cái cảm xúc nó cũng vẫn ùa về giống như mấy mươi năm về trước. Đúng rồi. Chính xác ha. Rất là tuyệt vời. Bây giờ khi em muốn chị chia sẻ thì thấy chị chia sẻ ở đây có một cái mang thêm một cái sự xúc động, một cái sự hồi ức lại đúng không chị? Dạ. Yeah. Nhân dịp năm mới thì em cũng kính chúc chị và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an nha. Cảm ơn chị có cái buổi chia sẻ trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Cảm ơn em cũng nhớ tới cái cảnh của quê hương miền Tây mình. Dạ. Để về quay những cái gì mà có được. Dạ. Cảm ơn em, chúc em được vạn sự như ý. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Sẽ được cắt tường, cắt tường. Dạ, dạ, bye bye chị, bye bye chị nha. Bye. Dạ, dạ.
Vừa rồi thì chúng ta đã được nghe một chị địa phương chia sẻ về hoạt động chùa Phật Minh cách đây 3 đến 40 năm, và đến giờ thì chị cũng đã ngoài 60, và hàng năm thì chị về đây để thắp nhang như cầu bình an cho mọi người. Nam thì cũng đã rời ngôi chùa Phật Minh, và bây giờ trên đường đi về thì ghé qua một chỗ bán thức ăn chay, những món ăn chay tại khu vực, thì Nam thấy ở đây món ăn chay cũng rất là phong phú và giá cũng rất là mềm. Với một tô hủ tiếu có đầy đủ các món chay như thế này thì chỉ có 25.000 được ở nhà. Nếu có dịp đi ngang về chùa Phật Minh thì chúng ta ghé qua đây dùng hủ tiếu chay, những món chay ở nơi này nha. Rồi thì Nam cũng kính chúc cho cả nhà những ngày còn lại trong Tết thật là bình an và hạnh phúc nha. Và chúng ta hẹn lại gặp nhau vào video clip tiếp theo. Xin rộng kính chào. Bye bye.